các linh hồn sẽ phải giam giữ trong luyện ngục bao lâu. Tùy theo số tội họ phạm, ít hay nhiều, khi còn sống, họ có siêng năng làm nhiều việc lành phúc đức để đền tội hay không? Họ có biết tiết chế, hy sinh, hãm mình không? Hoặc họ có phạm tội nào cố tình trong đời sống không? Và những linh hồn đó sau khi chết có được sự cầu nguyện của kẻ khác không? Thường thì một linh hồn phải giam cầm trong luyện ngục lâu hơn sức tưởng tượng của mỗi người. Cha ruột của Thánh Louis Bertrand là một người Công giáo gương mẫu. Hồi chưa lập gia đình, ông từng ao ước được dâng mình cho Chúa để làm linh mục, nhưng ông biết Chúa không gọi ông. Sau bao năm sống cuộc đời đạo đức của một người Công giáo, ông chết. Người con trai thánh thiện của ông từng biết sự công bằng của Thiên Chúa nên đã dâng rất nhiều thánh lễ cầu nguyện cho ông và đổ tất cả sự sốt mến trong lời cầu nguyện để xin cho linh hồn người cha yêu dấu của mình được mau thoát cảnh tù đầy nơi luyện ngục. Thấy cha của mình vẫn còn bị giam cầm trong lửa luyện tội, người còn phải cầu nguyện thêm gấp trăm lần. Ông làm tất cả những sự đền tội, ăn chay hãm mình, dâng thánh lễ cho cha mình. Sau 8 năm dài mong mỏi kiên trì làm các việc lành phúc đức và xin lễ cầu cho cha, ông đã được diễm phúc biết được là Chúa đã nhậm lời mà giải thoát cho linh hồn người cha của mình. Bà Thánh Mác La Hy biết được người chị mình mới chết nên đã xin nhiều cha dâng lễ. Còn bà thì lo làm thật nhiều việc lành, phúc đức để cầu nguyện cho linh hồn chị mình. Nhưng Chúa biết và đã cho bà biết người chị của bà còn phải đền tội trong luyện ngục lâu dài nữa. Và chuyện này có liên hệ tới một bà Phước rất thánh thiện ở Pamplona. Bà Phước này đã cứu được bao linh hồn các bà Phước dòng Kha Mồ ra khỏi luyện ngục. Phần nhiều các bà Phước này đã bị giam ròng rã từ 30 tới 60 năm. Nếu các bà Phước này đã bị giam cầm từ 40, 50, 60 năm thì thử hỏi những kẻ phạm tội vô số như chúng ta sẽ bị trừng phạt tới cỡ nào. Thánh Vincente có người chị mới qua đời, người đã dâng thánh lễ và cầu nguyện nhiều đến không ngờ được để mong Thiên Chúa giải thoát linh hồn chị mình. Sau đó, bà chị đã được Chúa cho về và nói rằng: "Nếu không nhờ sự bầu cử của em trước tòa Thiên Chúa, thì chị vẫn còn phải bị giam cầm trong đó rất lâu dài." Chúng tôi không có ý nói là tất cả các linh hồn đều bị giam giữ thời gian dài như nhau để đền tội lỗi mình trong biển lửa. Vì cũng có rất nhiều người phạm tội ít hơn, song lại làm việc đền tội nhiều hơn. Như vậy, hình phạt của họ sẽ ít đau đớn hơn và sẽ ngắn hơn. Tại sao phải đền tội lâu dài? Tánh xấu xa của tội lỗi thì rất mạnh. Đối với Thiên Chúa, người là đấng tốt lành, hoàn thiện. Bởi vậy, dù một tội nhỏ trước mặt Chúa cũng là một sự xúc phạm lớn chống lại sự tốt lành của người. Do đó,
Chúng ta hiểu tại sao các thánh ngày đêm lo ăn chay, đánh tội, than van, khóc lóc về những tội lỗi mình. Chúng ta là kẻ hèn yếu, dễ bị thúc giục và lôi cuốn bởi tội lỗi. Đó là một sự thật. Nhưng Thiên Chúa hằng ban cho chúng ta sức mạnh để chống trả lại với tội lỗi. Người soi sáng cho ta thấy tính nghiêm trọng của tội lỗi và thêm sức cho ta chống trả lại với các chiếc cám dỗ của ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn yếu hèn thì đó là lỗi của mình, bởi vì mình đã không theo ánh sáng của Chúa soi đường và không dùng sức mạnh của người để phấn đấu, cũng không biết cầu nguyện để thắng nó. Một nhà thần học nổi tiếng và khôn ngoan đã viết rằng: nếu những linh hồn bị án phạt trầm luân nơi hỏa ngục vì một tội trọng, như vậy không có gì phải ngạc nhiên khi các linh hồn khác bị giam trong luyện ngục cho những năm tháng dài vì những tội nhẹ họ đã phạm. Có những người không biết phân biệt thế nào là tội nặng, thế nào là tội nhẹ, có thể là phạm rất nhiều tội trọng, nhưng họ chỉ ăn năn sơ sài và đã không làm gì thêm để đền tội mình. Tội thì được tha bởi phép giải tội, nhưng hình phạt của tội vẫn còn phải lo mà đền. Nợ nần phải lo mà trả. Còn nếu đợi sau này mới đến nơi luyện tội thì sẽ kinh hoàng, khủng khiếp cho họ biết chừng nào. Các thánh ngày xưa chỉ phạm những tội rất nhẹ, vậy mà họ đấm ngực ăn năn đau đớn và làm những việc đền tội rất xứng đáng. Còn chúng ta đã phạm quá nhiều tội lỗi nặng nề mà sự ăn năn chỉ là chút đỉnh, và sự đền tội thì không có gì. Thánh Antoninus và bạn của người. Thánh Antoninus là một vị tổng giám mục có tiếng của địa phận Lawrence. Người có kể chuyện về một người đàn ông rất sùng đạo đã chết. Người này là bạn rất tốt của dòng Đa Minh, nơi mà Thánh Antoninus đã sống. Sau khi người này chết, bao nhiêu thánh lễ và lời cầu nguyện đều đổ xuống cho linh hồn ông ta. Thánh Antoninus rất buồn phiền vì sau một thời gian đã dài, linh hồn khốn khổ đó lại hiện về với một sự đau đớn khôn tả. Thánh Antoninus la lên: "Ồ, bạn yêu dấu ơi, anh vẫn còn bị giam cầm trong luyện ngục sao? Chẳng phải anh đã sống một cuộc sống rất đạo đức thánh thiện đó sao?" Linh hồn đó trả lời: "Dạ thưa Đức Tổng Giám Mục, con sẽ còn bị giam ở đó rất lâu, là bởi lúc còn sống trên thế gian, con đã bỏ mặc các linh hồn, không hề xin lễ hay cầu nguyện cho họ. Cho nên bây giờ Thiên Chúa dùng những thánh lễ, những lời cầu nguyện của bà con họ hàng thân thuộc dành cho con để chỉ cho những linh hồn khác. Nhưng thưa Đức Cha, Thiên Chúa sẽ dùng công lý của người. Người sẽ cho con tất cả những phần thưởng con đã làm khi còn sống. Khi nào con vô được nước thiên đàng, xong bây giờ con phải đền cái tội đã chểnh mảng, lơ là không lo cho các linh hồn lúc trước. Bạn hãy nhớ kỹ khi đọc câu chuyện của người đàn ông sùng đạo này. Số phận của người này sẽ là số phận của những ai chểnh mảng hoặc
từ chối giúp đỡ các linh hồn. Amen.